Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Để dễ dàng tính toán cho bài này, chúng ta sẽ nhìn vào cái hình vẽ. Chúng ta thấy ở đây chúng ta có z trừ 3 là màu xanh lam, thì chúng ta có mặt phẳng như thế này. Và chúng ta có điểm 4, 4, 3, thì chúng ta có vị trí này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng đề nói OM bằng 5. Thì có nghĩa là trong cái hình này, nếu chúng ta nhìn vào đây, thì chúng ta biết đây là O, đây là điểm M. Thì chúng ta biết Z bằng 3, thì cái vị trí từ 0, 0, 0, cho đến Z bằng 3 ở đây, thì có độ dài là 3, OM là 5. Như vậy, cái đoạn ở đây chúng ta có thể tính được là 4 bằng phương pháp Pythagore, 5 bình phương trừ cho 3 bình phương nằm trong căn bậc 2, chúng ta sẽ có số 4. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn theo hướng từ trên xuống dưới, thì chúng ta thấy rõ, nếu chúng ta chiếu thẳng xuống dưới mặt phẳng ở phía dưới, đó chính là z bằng 0, thì chúng ta thấy cái hình chiếu của tọa độ A này nè sẽ là 4, 4 và tọa độ 0, 0, 0 chính là một hình tròn. Tại vì nếu chúng ta di chuyển cái đường thẳng này nè, đi vòng 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 vậy nè, nó sẽ tạo thành một cái hình tròn. Và hình tròn này chiếu xuống mặt phẳng ở phía dưới thì nó sẽ ra như thế này. Bây giờ để đang đi tìm là vị trí điểm M sao cho MA có vị trí ngắn nhất, thì chúng ta biết để cho nó đi qua có khoảng cách ngắn nhất từ M cho đến A, thì khi đó cái đường này nè từ vị trí tọa độ 0, 0 đi lên điểm A luôn, thì chúng ta sẽ có một cái vị trí MA ngắn nhất, thì đó chính là đường này. Thì có nghĩa là X bằng Y, mà X bằng Y thì chúng ta sẽ có X bình phương cộng Y bình phương bằng 4 bình phương, chính là cái phương trình hình tròn này. Thì có nghĩa là x bằng y, có nghĩa là mình thấy x vào y ở đây, thì chúng ta sẽ có là 2x bình phương bằng số 4 bình phương. Như vậy, chúng ta sẽ chia 2 với cho số 2. Thì khi đó, khi chúng ta chia 2 với cho số 2, thì chúng ta sẽ còn lại là x bình phương bằng 8. Như vậy, chúng ta sẽ tính ra được x bằng 2 căn 2. Và khi chúng ta có số này thì chúng ta sẽ thế vào y. Như vậy, điểm mà ngắn nhất mà để đi tìm vị trí của M đó chính là 2 căn 2. 2 căn 2. Và tại vì cả ba điểm này đều nằm trên mặt phẳng z bằng 3, có nghĩa là số 3 ở đây trên mặt phẳng bằng 3. Như vậy tọa độ M là cũng phải bằng 3. Như vậy mình cộng hết tất cả lại, chúng ta ra câu D. Và đây chính là cách giải dựa vào hình vẽ hình học. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.